Hôm nay chúng ta sẽ làm thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với khe dòng. Dụng cụ của chúng ta gồm có biến thế nguồn, chuyển điện 220V thành điện 1 chiều 3, 6, 9 và 12V. Một cái đèn laser màu đỏ với mức sóng xung quanh cái giá trị 0,76 micromet. Hôm nay chúng ta cần phải xác định giá trị này. Cái khe dòng. Và trên cái khe dâm này thì nó có 3 cặp khe. Cặp khe 0,1mm, 0,15mm và 0,2mm. Lắp trên một cái giá đỡ. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái giá trị ở trên thước này. Và chúng ta đang để ở số 0. Thứ ba là cái màn quan sát, là nơi mà nó hiện ra vân giao thoa. Chúng ta cũng cho nó trên giá. Và chúng ta để ở một cái giá trị nào đó cho nó dễ tính toán. Ví dụ chúng ta để 90. Như vậy đây là khoảng cách từ 0 đến 90, tức là độ dài đoạn này là 90cm. Đó chính là đại lượng D lớn. Rồi tiến hành thí nghiệm là chúng ta nối dây đỏ vào cực dương của đèn laser, vào cực dương của biến thế nguồn. Ta nối dây xanh vào cực âm. Rồi chúng ta bật nguồn và bật đèn laser. Chúng ta sẽ chọn lựa 3 cái cặp khe là 0,1mm, 0,15mm và 0,2. Ở đây thầy đang chọn là cặp 0,15mm. Như vậy ánh sáng laser từ ngọn đèn đi qua cặp khe và có A đang bằng 0,15mm, D bằng 0,9m. Chúng ta sẽ quan sát được hệ vân giao thoa trên mặt. Đây là hệ vân quan sát được trên màn, là gồm có 3 vân sáng. Còn vài vân nữa nhưng mà các vân này nó khá mờ, cho nên trong quá trình làm thí nghiệm, chúng ta chỉ có thể xác định được khoảng 3 vân sáng. Và bắt đầu chúng ta tiến hành thí nghiệm đo khoảng cách giữa 3 vân sáng này, tức là 2i. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thước cặp để đo cái khoảng cách giữa 3 vân sáng, tức là 2i này. Chúng ta di chuyển cái thước cặp này đến tâm của vân sáng này, vân sáng số 1 đến vân sáng số 3. Chúng ta đo cẩn thận nha các em. Rồi chúng ta có thể dịch chuyển cái thước. Và sau khi chúng ta được kết quả rồi thì chúng ta bắt đầu đọc kết quả trên thước cặp. Về cách đọc thước quả, kết quả trên thước cặp thì như sau. Chúng ta tập trung vào cái số 0 của du sách ở phía dưới. Số 0 này hiện giờ đang vượt qua số 7, tức là giá trị của nó là 7mm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái phần lẻ. Thì chúng ta tập trung vào cái vạch. Vạch nào trên thước, hai thước này thẳng hàng với nhau. Thầy phát hiện rằng cái vạch số 10 của cái thước nhỏ là thẳng hàng với một cái vạch ở bên thước trên. Và phần dư của nó là 10/50, tức là tương ứng với 0,2mm nữa. 10/50, như vậy cộng với 7mm là chúng ta sẽ có phần dư. Phần kết quả đo được là 7 cộng 10/50, đáp án mm.